nhằm đẩy mạnh liên kết giữa báo chí và giới nghiên cứu trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững tại Việt Nam. Chương trình Nhịp cầu báo chí đã được Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lung, Chủ tịch Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã cùng các nhà báo thảo luận về các vấn đề làm thế nào để cùng phát triển song song giữa lợi ích bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển kinh tế trong sử dụng nguồn tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nêu lên vai trò của các hộ gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường rừng và phát triển nguồn tài nguyên rừng tại Việt Nam. Hội thảo đã nêu lên các bài viết về chủ đề gỗ lậu mới chỉ dừng lại ở mức cung cấp thông tin mà chưa phân tích các nguyên nhân mang tính chất hệ thống. Do vậy, cần củng cố mạng lưới nhà báo môi trường để thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình gỗ lậu.